Nghịch lý càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu càng nghèo bấy nhiêu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với 9 phút kinh doanh đột phá. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí cho bạn một bí mật mà tôi tin rất nhiều người thoạt nghe thì khó có thể tin được, đó là càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu bạn càng nghèo bấy nhiêu. Đừng vội phản ứng gì nha, hãy kiên nhẫn xem hết video này, bạn sẽ thấy nó vô cùng có lý. Tại sao càng chăm chỉ lại càng nghèo? Chẳng phải người xưa từng nói là chăm nhặt chặt bị hay sao? Tình huống này bạn phải phân biệt rõ, chăm chỉ làm việc để đủ ăn, đủ mặc, đủ các nhu cầu cơ bản của cuộc sống trong quan điểm của người xưa, khác hoàn toàn với khái niệm thành công và giàu có trong thời đại ngày hôm nay. Thực tế đã chứng minh, nhiều người có suy nghĩ làm việc chăm chỉ mới có thể thành công là sai lầm. Bởi nỗ lực không phải là sự lặp lại đơn giản của các chuyển động cơ thể, mà là một quá trình liên tục suy nghĩ và hành động. Nếu phương hướng sai, càng làm việc chăm chỉ, kết quả lại càng tệ. Nhà kinh tế học Vương Hòa, Trung Quốc, trong một lần diễn thuyết cũng có khẳng định, có quá nhiều người làm việc chăm chỉ nhưng lại sử dụng sai phương pháp. Suy nghĩ, phương hướng quan trọng hơn tốc độ, và sự lựa chọn luôn quan trọng hơn sự chăm chỉ. Ví dụ minh họa như sau, có một con cá voi được phát hiện chết trên đồng cỏ cách bờ biển 800m. Sau khi điều tra, người ta phát hiện con cá voi này đã dạt vào bờ biển và mắc cạn. Với hy vọng có thể lăn trở lại biển, chú cá voi đã không ngừng nỗ lực trườn mình tiến về phía trước với hy vọng có thể trở lại biển cả. Nhưng thật không may, nó đã đi sai hướng, trườn đến đồng cỏ và chết khô tại đây. Điều này cũng đúng với con cười. Nếu bạn tạo ra một sản phẩm có chất lượng tồi nhưng lại nỗ lực để tạo ra một chiến dịch marketing thành công, điều này sẽ nhanh chóng giết chết doanh nghiệp của bạn. Thay vì thế, hãy chú trọng cải tiến và hoàn thiện chất lượng sản phẩm. Khi sản phẩm của bạn đạt chất lượng thì một chiến dịch marketing xuất sắc sẽ đưa bạn đến đỉnh của sự thành công. Liên hệ tới cuộc sống, chúng ta thấy những người càng ít tiền thì càng lo kiếm tiền. Đa số họ đều là lao động chân tay. Họ càng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền bao nhiêu thì số tiền kiếm được càng ít đi bấy nhiêu. Lý do là làm việc lao động nặng nhọc, nếu không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, họ sẽ càng kiệt quệ sức khỏe và trở nên ốm yếu. Chi phí thuốc men, chữa bệnh sẽ khiến số tiền kiếm được tiêu tán nhanh chóng. Thay vì chăm chỉ lao động, hãy chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức kỹ năng để có lộ trình theo đuổi thành công. Nếu nhìn vào thu nhập của người giàu, bạn sẽ thấy người giàu làm việc 1 giờ bằng người nghèo lao động quần quật cả năm. Thu nhập được tạo ra từ trí tuệ lớn gấp nhiều lần từ đôi bàn tay và sức lực. Vì vậy, hãy chăm chỉ một cách đúng đắn. Đây là ví dụ điển hình để các bạn thấy làm việc chăm chỉ sẽ khiến mình nghèo đi như thế nào. Trước đây, ở một quốc gia có cơn sốt tìm vàng nên người dân khắp nơi trên thế giới vội đến tìm kiếm. Khi mọi người đang miệt mài đào vàng thì một doanh nhân cũng có mặt nhưng không tham gia đào. Sau một thời gian quan sát, anh ta đã bán sẻn và các vật dụng khác của những người khai thác vàng. Cuối cùng, người khai thác vàng không kiếm được nhiều tiền, nhưng người kinh doanh lại kiếm được rất nhiều tiền. Số người đào vàng là những người nghèo, siêng năng vô cùng, nhưng cuối cùng chẳng được gì. Người bán sẻn là người giàu có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không cần phải làm việc quá sức. Sự khác biệt giữa hai người nằm ở suy nghĩ. Nghèo tạm thời không có gì ghê gớm, nhưng điều khủng khiếp là lối suy nghĩ bản thân sẽ nghèo suốt đời. Nếu người nghèo muốn trở nên giàu có, suy nghĩ quan trọng hơn là làm việc chăm chỉ. Nếu bạn cũng đang lo lắng về việc làm việc chăm chỉ và không khá hơn, tốt hơn hết bạn nên điều chỉnh lại tư duy và cách suy nghĩ của mình. Tất nhiên, không có gì trên đời là dễ dàng. Để thay đổi suy nghĩ, không phải cứ muốn là có thể làm ngay được. Vấn đề quan trọng là bạn cần phải biết cách để suy nghĩ đúng. Vậy, làm thế nào để suy nghĩ đúng? Trước tiên, bạn cần phải rèn luyện để có tư duy đúng đắn bằng cách nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức, luôn dành thời gian để nghiên cứu đào sâu và không ngừng cải biến để làm việc hiệu quả hơn. Luôn tìm tòi, ứng dụng công nghệ mới vào công việc để làm việc ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn. Nỗ lực sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn trong công việc để luôn tạo ra những giá trị đột phá. Học cách quan sát, lắng nghe và rút ra kinh nghiệm, bài học sau mọi việc. Tìm công việc đúng khả năng, chuyên môn để có thể phát huy hết năng lực bản thân. Đặt mục tiêu thăng tiến trong công việc. Mỗi một năm trôi qua, đều tự đặt cho mình một mục tiêu là tiến lên một vị trí mới cao hơn. Luôn đặt mình ở vị trí leader để có tầm nhìn bao quát cho mục tiêu và định hướng của mình. Cuối cùng, mỗi sự may rủi trên đời đều do bản thân tự hoạch định. Mỗi người đều là người thiết kế và xây dựng cho số phận của chính mình. Nhưng để có được cuộc sống như ý, đừng bao giờ chỉ chăm chăm vào làm việc. Hãy mở rộng tư duy, viết ra định hướng kế hoạch để theo đuổi. Có như vậy, bạn mới có thể thành công được. Chúc bạn thành công!
Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.